Trời ơi anh hai ơi là anh hai. Anh bắt phone đi. Rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài anh không có chịu bắt phone em vậy? À, anh hai, à, anh hai, anh hai về sắp tới chưa? À, 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà. Nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà gọi một chục lần 5 phút. Anh về chắc anh hốt xác em quá à. À, người ta tới rồi, chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi, Tùng. Trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng ơi, em nè. Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh biểu. Ngồi xuống. Hai ơi, cứu em đi anh hai. Cứu em, cứu em. Yên lặng. À, anh làm gì vậy? Bắt mạch cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tôi coi mạch là vậy mà. Trời đất ơi, mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì mà mày hối tao? Tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi, gặp bao nhiêu người bệnh nặng, muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết? Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh xì lô pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu á. Anh hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm gì mày xài hết tiền người ta? Em... Mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Phải bị ăn cướp hả? Đúng rồi này. 11 thằng nó cướp em đó anh hai. Trời đất ơi, ăn cướp tới 11 thằng? Dạ nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ ra bánh. Cái thằng quỷ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết thì bị thương thôi. Mày em không nghe hả? Em biết lỗi em rồi. Anh hai à, nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi, cái tướng em vậy mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh hai, cho em mượn một ít em trả nợ đi anh hai. Ít là bao nhiêu? 80 ngàn. 80 ngàn? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể thì tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân, chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường, tao xin 80 ngàn ai cho? Tao nói thiệt, bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Có gì 80 ngàn? 8 đồng cũng không có anh hai. Anh hai, cứu em đi anh hai. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ. Bà ta hỏi mày nè, mày chơi hụi tới 80 ngàn lận. Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi. Mỗi tháng ta đóng 10 ngàn. Bây giờ 6 bà hốt rồi. Còn có bà Kim với bà Chi. Một chút 2 bà tới đây. Bà nào hốt em cũng phải đưa 80 ngàn hết anh hai. Thiệt nha, tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cái đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không, người Mỹ người ta có câu: đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền.
anh hai ơi, cứu em đi anh hai, anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nghe mày. Dạ. Hay chưa anh hai, kiếm cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không, tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Trời. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. Có ba giải pháp. Ờ, có ba giải pháp. Ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có, lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày, nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rao hấp cái bô xa làm nốt, em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà giác súng qua đây, trời ơi, bỗng bắn em một cái không có còn chỗ để lũng nữa. Mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tôi tính. Ừ, tính đi. Trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, Điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. À, tất cả những cái hồ sơ trực đó tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ông bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương. Cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng. Thấy chưa? Quên hết những chuyện quá khứ. Bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm. Cái bệnh này nó vậy mà. Không sao đâu. Cô thích care ông tôi nha. Rồi cảm ơn cô. Bye bye. Anh hai. Cái gì? Anh lấy 80 ngàn của em phải không? Cái gì mày? 80 ngàn em mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mày tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80 ngàn đây nè. Anh, hồi nãy tao không thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80 ngàn đây mà. Ủa? Không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng. Em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe, và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất trí nhớ, cái gì là a được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây, anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia gì đó rồi ha. Dẹp cái mày. Tao không nghe là bắt vui đâu. Thế cái kế này không có xong rồi đó. Anh hai, tính cái khác đi. Anh hai, ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quản binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền anh. Cứu em đi anh hai nha. Thôi được. Tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng, không có rồi. Tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu, em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai bả, với hai bà được tới rồi. Bây giờ nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này á là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt phải chứ. Nói nhiều nó lộ, hiểu không? Yên tâm nha, giúp rồi, em rồi, nha rồi, anh hai. Tao chỉ mày nha. À. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới ngày khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà. Đợt này bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen, thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó? Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây tôi nứt hồng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa? Nói gì? Không ăn cướp. Không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt.
rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thẩm mỹ viện nữa hả? Cái gì? Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không? Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào khơ thị tôi sửa mặt ngay. Rồi bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa. Bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở khơ thị người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi nói thật tình chị em với nhau, đợt này tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình, mắc gì bà phải đi mua. Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve yeah, cái gì mà ve yeah. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên không. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên. Ông đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi, nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ông. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi đấy. Chưa lý tưởng nha. Người Mỹ, người nói người chồng lý tưởng là người Mỹ, nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè, hôm nay coi có anh nào coi được được tôi hốt luôn, tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế. Có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đâu có lấy bà đâu bà. Hoàng Kiều mà ta lấy 27. Mà hả, bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu. Tôi thì một nách ba đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là diamond forever, kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp vĩnh cửu, quý giá. Nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn nó lấy chồng, chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì, bà đeo cái hột xoàn nào, hột xoàn ấy. Trời ơi, trời lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi search, tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo nè, bà thấy trời đẹp không? Ơi. Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lượm mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để chống đó. Ta nói cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy, đấy. Nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ổng gọi điện nhốn nháo hết, mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà húp mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Không có anh Điều! Anh Điều! Sao Điều hiu thấy ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Chủ gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa chuyện buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao ông bị gì? Tối qua tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu điền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bỏ làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Có nhớ tiền của tụi tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được?
Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè, tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì trơn á, là tôi sao mà không nhớ được. Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt, làm sao mà không nhớ được. Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí xuống cái đầu tôi cũng không có nói nữa. Đó, muốn gì là anh em mà không có biết được. Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi, là có trí nhớ mà có quên, quên hết. Chỉ có tiền là không quên một đồng, một cắt để đâu cũng nhớ nữa. Đấy, bởi vậy tôi nói ông nghe, bệnh này nó hay bây đó. Giờ cứ cách gì thì cách, ông cứ vào ông lôn tùng ra đây, tụi tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà đó. Bây giờ nhớ mà, ông cứ vào ông lôn tùng ra đi. Không đó, thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán vô đầu nó xúc cái não ra nó nhớ à. Trời ơi, trời ơi, chồng tôi rảnh ở nhà đang mẹ giao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Bây giờ ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ? Trời ơi, đi vào coi kêu ông Tùng ra đi, nhanh nhanh. Kêu ông Tùng ra đây, kêu ông Tùng ra. Trời lên, chết tôi rồi bà ơi, 80.000 làm sao tiền đâu cho đi mua hộp xoàn được nó đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Không biết như nào. Tùng kìa, Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng. Sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Đi đâu? Cho ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Tránh ra coi mày. Ông Tùng ơi. Ông Tùng. Sao chào ổng mà ổng bơ bơ vậy? Ông Tùng. Chết rồi. Nè, ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Sao chào đi, chào đi. Đây là Trần Tiêu Tùng. Xong ngơ ngơ vậy. Tùng chào. Chào Tùng. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Mày là em tao, tao là anh mày nè, mày không nhớ hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Hả? Em là Trần Tiêu Tùng. Ủa anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên hay sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen thế. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Sợ ông bà bắt mất. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó. Cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng bà cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Nựng riết rồi hai má tôi nó sệ luôn vậy. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mạch sệ đó. Ông mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có bật tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc qua họ Tiêu. Cho nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều. Trần Tiêu Tùng. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chạy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kì. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đến nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ tát 1.000 đâu. Này, Này, tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hổ phụi mà lâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Anh ơi, hai bà này là ai vậy? Đây là bà Kim, bà Chi, hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Nhớ không? Nhớ. Kim Chi. Bà Kim. Bà Chi. Không phải. Bà Kim Chi. Tôi là Kim. Kim Chi. Đúng rồi. Tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Không nhớ rồi kìa. Anh ơi. Thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó thấy chưa? Sao nhớ nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm? Trời ơi khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy đem trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, ngân hàng đấy. Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Nói đi ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là gì? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi ông bà lôi ổng vô đây coi. Trời ơi, sao ngơ ngơ ngác ngác vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Mày nhẹ nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Tôi đang bệnh đó. Cái này số mấy? Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi đó. Cái này số mấy?
Số 8. Đúng vậy rồi, 80 ngàn của mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Hai. Trời ơi, Tổng thống Mỹ mà ông đội thành Chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80 ngàn đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8 ngàn tiền Trung Quốc chắc tôi giết ông quá. Anh hai, em sợ quá anh hai. Mỹ. Đừng tiếp. Cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano, Dano gì nó nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald. Ta là Donald Trump. Trời ơi. Ai mà nhớ? Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi. Bây giờ ổng tên gì thay kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80 ngàn của tôi nè. Thôi nè. Dạ. Bà bình tĩnh đi. Bà đừng có làm ồn. Không làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à. Ổng nhớ rõ rồi. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ, nhớ. Chồng bà là cảnh sát, chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì vậy? Dạ, anh hai ơi. Thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á. Mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bà làm vợ vậy anh hai? Cái gì vậy? Mày nhất. Dạ. Đứng này. Dạ. Mày bên trong phải dạy mày. Dạ. Không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, thấy chưa? Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi vậy. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng lắm. Dạ đúng rồi. Mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông, theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Ừ. Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Vậy được. Có thể vài tuần. Ừ. Cũng có thể vài năm. Cái gì? Hả? Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng. Đừng có để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ bà mấy bà phải nhẹ nhàng. Ý cách. Không, không, không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách trong Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. À, mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ. Ờ. Và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi. Tôi đến pharmacy, tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan. Còn nữa. Còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, Quán Hương hả? Dạ, cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nha. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Thì mình nói với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư tôm. Em quên hết rồi. Bây giờ ba không à. Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì, ổng bệnh thật rồi, mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhé. Dạ dạ, sáng đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây dạ, mà hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần uống ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ, nho, cam, táo, chuối gì cũng được. Miễn là cái nào miễn có là vitamin C với lại potassium là được. Mày tôi đó đâu có khôi phục trí nhớ anh hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ, sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ, chôm chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Không mắc là gì vậy anh hai? Không anh có hai, đâu. Anh hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Dạ. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Bây giờ này. Mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi. Tôi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn của mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc, chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha.
Ngoại lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoại lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà. Ngoại lấy giùm chừng con ly nước đi. Hay quá, bây giờ triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại à, con đợi ngoại chút nha. Ngoại dạ, từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại dạ, từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dớt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Đợi ngoại mà già lắm rồi. Đi nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại hả? Nó mới kêu má. Là nó nhớ má đó rồi. Trời ơi, chăm sóc má. Má nè con. Má nè, con muốn gì? Má lấy chai nước lúc con uống đi. Má lấy chai nước, đúng uống. Nhớ là được tới má rồi. Nhớ tới má rồi. Từ từ uống đi con. Thả quạt. Sao con? Thank you. Đó. Biết thank you rồi. Biết thank you. Trời ơi. Mừng quá. Má lấy cái gối kê cái chân cho con đi. Nè con gối nè. Kê chân lên con. Kê chân lên. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con. Sắp phục hồi trí nhớ rồi. Con tôi khát sữa bú tay. Ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Bà nội cha mày. Phan. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con đòi bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Bà. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh bồn sữa nó hay gì. Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con đất người ta tao ngó luôn cái mặt, cái cưng bó mặt, cái nhìn cái bằng não đó kìa trời. Anh hai. Bà muốn có tiền không? Muốn. Chiều chuộng nó đi. Chiều chuộng. Má nè con. Mà lạ quá. Má xin lỗi. Con nhức đầu. Trời ơi, nhức đầu rồi kìa. Trời, bây giờ làm sao không? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da. Đau quá. Trời ơi, sao mà bóp vô chỗ u nó vậy? Ây da, đau quá. Ủa, nó bị đụng xe sao mà. Mà sao, tại sao bóp vô nó kêu chịu chết rồi không? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chập. Bóp vô nó kêu. Báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ đây bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi, bỏ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi, nó kêu chiếu chiếc. Anh hai ơi. Sao? Giờ em nhức cái dai quá. Nhức cái dai. Đây. Bóp dai cho nha. Bóp dai cho nha, bình tĩnh nha. Đúng rồi. Bóp da, cái dai nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh hơn nha. Em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nó mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Bóp mạnh quá. Có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng mã lai là có sầu riêng mã lai trong anh đây. Qua bên đây. Bóp trái cây. Trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa, trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả, ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ủa, ăn vậy hả? Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây, tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ là hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Thôi bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80.000 tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiện đâu người ta nhớ ra. Họ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hưng phát. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoàn. Không, tôi nghe lời xoàn. Tôi đi bà. Mà tự nhiên nó bảo người ta đi. Cho người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. À, thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua học xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới bùng của chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy ba con quỷ đó đâu.
Còn cái con mẹ Kim nữa, anh thấy không, bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết. Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn á. Mày im cái miệng lại, mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi, nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta, thấy chưa? Em biết rồi, nhưng mà tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ mở nhà, tao đi làm. Rồi, thấy chưa? Rồi, yên tâm đi, em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Không đi đâu. Ủa, à, sao nó lẹ quá vậy? Vô đi, vô đi. Làm chi cho nó mệt cũng biết nữa à. Ờ, hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao mà bỏ con dịch vô đây hả? Trời ơi, trời đất ơi, tưởng tụi tôi con nít hả? Trời ơi. Bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây. Trời, điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì, tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Bà bước ra đây, bà nghe đây nè. Ừ. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc, nhất là cái con mẹ Chi, bà khờ dễ sợ luôn vậy. Được, cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều, bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm kiếm tiền mua hột xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Nó nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Trẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nha. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi. Nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa vậy. Nghe. Còn cái con mẹ Kim, trời đất ơi, bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, bà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, may là tôi để lại, tôi thu đó. Thôi, bà, tôi nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi, tôi đem đến, tôi nộp cho Bolit. Nói Bolit, đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quyệt tiền mình cho vào tù. Hơi đau, người ta có câu vô phúc đáo tụng đình, chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy, bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè, anh ba chanh dây của em. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến, chồng sao đen mà sao tên Thánh Thiện, ba chanh dây. Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. Anh ơi, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không, sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống, anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị, gì mà chắc chữ vậy? Chị Kim, chị Kim. Dạ, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác, bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua và ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Không ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi đây. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng, mà tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi. Ha, mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu à, có thể bỏ qua, nhưng mà xấu á thì tôi thù triền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, yeah, tôi biết. Tôi biết bà thù truyền kiếp, tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao. Tại đàn ông đâu còn đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng, đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ tôi tính vậy. Để ngày mai đi, tôi sẽ chạy lên ngân hàng thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra
trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đó được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thiệt anh hai. Trời ơi, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100 ngàn đi. 80 ngàn mình đưa lại cho hai chị. Còn 20 ngàn anh hai cho em làm vốn. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc má kiếm tiền trả nè. Đập chết cha mày bây giờ. Không, không có. Mày kéo kéo ha. Mày kéo là xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ như vậy có được không phải hai bà? Được rồi. Ngày mai á, lo bà kiếm tiền trả cho tôi, không có tôi dẫn chồng tôi qua tới, nghe chưa? Dạ dạ dạ. Còn biết qua mà cảm ơn người ta. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Đấy được đấy. Dạ, nói chung là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả, nhưng mà muốn có tất cả mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ. Dạ rồi để anh hai em cầm nhà rồi rồi trả tiền lại cho được anh rồi, chị. Rồi tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này mày có học được cái gì không? Dạ có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì? Trời ơi, ta nói năm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho cái lệnh là táo được ở dưới trần gian, cho nên thay đổi từ sáng giờ thay được cái đầm, cái mão thay hoài không được. Đúng là cái số rồi mà cái số táo. Nhưng mà đeo vậy ta mới biết em mà táo còn xanh nha quý vị. Ai muốn hái ăn hái. Quá tươi xanh, tại vì em là beauty, là thẩm mỹ, cho nên em đẹp, trời cho. Đẹp như là mẹ đẻ ra đã từng đẹp. Dạ có sữa nhiều. Khai thiệt là em thẩm mỹ mà. Nhưng mà cái bản của em mà để vậy đó, giống như là mẹ đẻ ra là đẹp rồi. Hôm nay Ngọc Hoàng Thượng Đế cho xuống đây hợp tại cái beauty của em để Apple Meeting Day. Nghe cái tên dễ thương hết sức vậy đó. Trang hoàng lộng lẫy hết rồi. Bây giờ chỉ đợi Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống thôi. Nói có mở cho chương trình ca nhạc. Trời ơi. Giờ đang mua đen quỷ này. Dạ mua một cục hát luôn. Phần là con gái chưa một lần mê trai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng ngày dài. Trời ơi cái hơi của em nghe tới nữa. Rồi tới gì? Rồi chắc là chỗ này rồi. Đây ai vậy? Hello hello Las Vegas, you good, you win. I'm not win. Big loss. Oh my God, here is good. Good, good, good. Here, good, good location. Here, right here. Cái cha nội này. Lấy cái cây mà chọt chọt cho đây. Good, 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 nào nào. Tôi đang up lên nó được apartment rồi đó. Ông chọt nó sập một cái như chợ bàn cờ là ông đền cho tôi đó. I'm đây sorry, à. Madam. Gì madam? Ta xanh lè vậy, tươi vậy mà là madam. Oh, I'm sorry. Sorry, good morning, beautiful girl. Đó, phải girl chứ đam đâu mà đam. Oh, yeah, can you hit me? Bỏ đi, ông không có cơ hội làm chuyện đó đâu. Làm chuyện khác đi, nói tiếng Việt được không? Trời, người Việt Nam mà không nói được tiếng Việt sao? Nói tiếng Việt đi, tôi ghét người nào người Việt Nam mà đặt chọt chọt. Tiếng Anh vô nó cũng giống ai trơn. Không, tại mới qua Mỹ 3 tháng mà nói tiếng Anh vậy để người ta biết mình ở Mỹ lâu. Nói người ta nói thứ tiếng thôi phải không? Pha trộn giống ai trơn á, who that boy? Vậy vậy bà nói pha trộn và who's that boy. Dạ xin tự trân trọng giới thiệu với chị, tôi Economy Apple. Táo dạ. Kinh tế. Ủa vậy là dòng họ táo với nha. Yeah. Nãy giờ quên nhìn cái mão của anh. Có password, có mật khẩu gì không anh? Bankruptcy. Tát một cái bây giờ nha. Trời ơi ông kinh tế định mà mượn tiền ông la bankruptcy. Còn gì nữa tôi nói. Không phải, nói lộn, chưa có nói hết. No bankruptcy. Vậy mới được. Trời ơi chị nhìn thấy cái nhà tôi có điều kiện, tôi bận đồ xứng xa học lụ như vậy mà làm sao mà tôi không có tiền được. Chà,
hột dữ ha. Ừ. Ở đời ông bà mình nói câu hay, người thiếu vị cần cái đó. Ê, chị nói vậy là làm sao? Ai biết thấy cái vàng trên hột không, sao dưới không có hột nào. Ai? Tôi chọt cái này cho người chị thiệt liền. Dạ. Cái vậy là cô ta với chị sao kỳ quá. Tôi nói thiệt á, tôi không biết mấy anh mấy chị dưới đây nghĩ sao mà thứ chứ tôi nói vậy, rồi cái quần không có gắn một cái hộp nào đâu. Thì tôi chưa gắn kịp, tới nay vậy tôi gắn vô. Sao chị, sao chị dòm ngó kỹ hộp của người khác quá. Tại người ta thấy thiếu thì người ta yêu cầu, lần sau anh có gấp lắm là mơ cũng gắn hai ba hộp. Cái chuyện gắn hộp để tôi nha, cái chuyện đó của tôi. Bây giờ tôi nói chị nghe nè, bây giờ tôi là cái ngày hôm nay là cái ngày mà convention Apple meeting. Dạ đúng rồi. Thì giờ coi như tôi theo cái navigator là tôi kiếm đúng cái chỗ này. Không, thì tôi kiếm đến cái đúng cái chỗ này, coi như là cái chỗ mà mình meeting đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy xin lỗi chị là... Trời ơi, tôi táo thẩm mỹ, beauty táo, táo thẩm mỹ. À. Toàn bộ vòng ba của cái bô sa tràn lên Las Vegas là một tay tôi làm. Chảo mà chiên cơm chiên một tiểu đội ăn không hết. Trời. Chảo parabol coi đá banh mà coi một tháng. Sao chị không làm cái chảo chị đi? Có làm rồi, chồng bắt tháo ra. Rồi thấy cái chảo chị có chiên được cái hai cái ốp la. Chồng bắt tháo ra, chồng không cho. Rồi, biết ông, sao không? Sao ngồi vậy? Lên cái đinh, cong cái đinh mà không có cảm giác. Thấy rồi. Cái chị cũng hết làm lố. Bởi vì tôi nói thiệt, mấy người làm thẩm mỹ làm vừa phải vừa đủ xài thôi. Ừ, trời ơi, mà làm như á, làm thẩm mỹ ta sợ ta hao tiền á. Làm lần làm cho đáng. Ai vô cũng xin thêm hết trơn á. Đầu tiên nó nằm như hai cái gối nằm vậy đó, dựng dựng như hai cái gối ôm nó bè vậy nè. Có mấy bà bước ra bay luôn. Cái đó là phải hỏi chị đó. Ông bảy bấy đã làm quá, làm thêm á, xin thêm, tôi ghét, tôi làm luôn. Ừ. Cứ xin là chị cho, xin là chị cho phải không? Anh, nhưng mà anh không có cơ hội làm đâu, cái mặt của anh á. Tôi sao? Anh họ Hồ đúng không? Sao chị biết tôi họ Hồ? Hồ răng ham. Là gì? Hàm răng hô. Nè, nãy giờ tôi bước vô đây tôi khen chị không đúng không? Đúng. Tôi nói chị beautiful girl đúng không? Đúng tôi rồi. Khen chị quá, chị có cái chảo đẹp quá, chiên hai cái hộp gà ấp la ăn đúng không? Tại làm gì chị sỉ nhục tôi? Tôi đâu có sỉ nhục anh. Trời ơi, vô thẩm mỹ á, đó là cái bệnh nghề nghiệp, tôi vô đây ai tôi cũng sửa đó. Không, tôi nói cho chị biết, tôi không phải là tôi tự tin, nhưng mà tôi khẳng định với chị, tôi bước ra đường ai cũng khen tôi đẹp trai. Nhiều cô nhìn tôi là muốn có thai. Bốn mấy năm mấy là kêu tôi lái máy bay luôn đó. Giờ tôi nhìn máy bay nào mà gan quá vậy? Cái đó. Dạ. Nè, tôi giờ tôi nhìn kỹ rồi thấy mặt của chị gian gian ác ác rồi, tôi thấy chị quen lắm nè. Chị hay thi mấy cái cuộc thi hoa hậu lắm không? Trời đất ơi, cuộc thi hoa hậu nào tôi cũng tài trợ hết trơn á. Đúng rồi. Bữa nào mà không có ai đậu hoa hậu là tôi đậu luôn. Nè, vậy là chị họ vậy nè. Họ Hao đúng không? Họ Hao nào? Không, chị họ Hao, chị tên là Hao không cương. Là cái gì? Hương không có cao. Trời, ăn miếng trả miếng ghê nha. Vậy cho vừa chị. Không cao mà có tiền là mua được hoa hậu hà. Ủa, vậy là hoa hậu hả? Ừ. Nhỏ nào á hậu? Nhỏ bạn tôi. Ừ. Nó cao tôi có hai phân, nó á hậu rồi. Thôi cái gì? Kệ thuộc vậy, tôi nhìn kỹ tôi thấy chị giống mẫu hậu quá à. Kệ nó. Nhưng mà giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế hôm nay táo mà khỏi lên trần, lên trời làm gì hết trơn á. Tại Mỹ Đinh tại đây luôn. Thôi Mỹ Đinh ở đây có cái gì đâu mà tự nhiên em thấy tự nhiên đi xuống dưới đây Mỹ Đinh chị nghĩ. Bởi vậy, ổng á thì muốn lên mà bà thì muốn xuống. Thì đàn ông ai cũng muốn lên hết á, chỉ có đàn bà là muốn xuống à. Ngọc Hoàng mà ông cũng đâm thọt được nữa hả? Không, tại bà nói không rõ. Tại vì bà nói ổng muốn lên, bà muốn xuống, tôi muốn... Ê, chị nói lên là gì? Lên đây là Ngọc Hoàng muốn mình lên trển tấu. Mà bà Dương Mẫu thì bà nói bà muốn xuống đây để sẵn bà đi trùng tu nhan sắc của bà. Trời ơi, bà Dương Mẫu nương nương bà đòi trùng tu nữa hả? Ừ. Nói nghe nè, cái mặt của bà là tôi nói giờ là sữa banh hết rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà trùng tu. Một năm bốn mùa là tôi nói bà sửa hết, sáu mùa hai tháng bà sửa một lần rồi. Trời ơi, bà nói nghe nè, em thấy cái vụ mà tổ chức ở dưới trần gian đó, em thấy nó không có linh đình cho lắm. Ở dưới trần gian mình mà tổ chức em thấy nó gian nan quá chị. Làm gì gian nan? Em đi kiếm nhà chị tới đây là em hoang mang. Làm gì hoang mang? Chị nghĩ thôi, nhà chị em phải chạy ngang qua con đường Las Vegas Strip mà em nói chạy qua cái sòng bài, cái mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, mỗi cái sòng bài em gửi lại ngàn, em vừa tới cái Rio này em thua đúng một chục sắp luôn á. Trời ơi, khổ dễ sợ luôn. Ai mượn? Ai mượn ông vô chổng ông nghỉ ngơi, ông chạy ngang được rồi chạy thẳng đến nhà vô tôi. Vô kiếm chị coi coi, biết đâu không đưa cái địa chỉ không, mà em nói thiệt chị cũng bậy, làm ăn kinh tế khá giả quá mà em nghĩ sao, mua cái nhà gì 178 trên 16 trên 4 xuyệt xuyệt 2 trên 5. Trời ơi, mình có tiền quá mình ra mặt tiền mình ở đi, chứ ở gì trong đây mà xuyệt 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 hoài vậy chị. Trốn thế mà kêu lòi mặt tiền. Trời. Làm ăn nghe lơ được quá mà trốn thuế hả? Ừ. Mà em nói nghe nè, cũng hên là em thấy năm nay là Ngọc Hoàng kêu mà mình đi xuống dưới đây. Chứ mà giờ kêu mà phóng lên trên đó em không biết lấy cái gì mà phóng lên đó chị. Thì tất nhiên táo rồi ta đi bằng cá chép.
Nhưng mà năm nay đâu có cá chép nữa đâu. Làm gì không có. Chị không có nhớ cái vụ mà vụ biển độc ở Formosa sao? Trời, cá nó chết toàn tập. Bây giờ cá chép cũng đâu có còn con nào. Ông đừng có xạo, cá ngoài biển nó chết, còn cá chép ta nuôi trong hồ mắc gì chết. Chết là mấy ông làm kinh tế nha ông á, hốt ba con cá chép lên chân tương rồi xuất khẩu. Cái vụ kinh tế của tôi sao tự nhiên chị chọt vô vậy? Tôi biết hết, tôi ghét mang chai kinh tế á, lát tôi tấu luôn. Thôi cái vụ vậy đó, cái vụ đó là tôi nói thiệt chị là cái vụ không mà có thiệt vậy trơn á. Mấy cha kinh tế cha nào cũng lo kinh tế cho mình, không lo cho dân. Cá chết hốt vô làm nước mắm bán. Chị nha, cá là... nào á nó chết thúi trơn rồi, nước mắm thúi quắc à. Ê bà làm thẩm mỹ mà sao bà mở miệng ra nó không có thơm chút xíu nào vậy? Ông mở miệng là bà thấy thúi thúi là sao? Ông có thấy mà cái nước mắm nào mà thơm không? Nước mắm mình nó phải thúi mới bán được chứ. Bà nha, gì? Vì cái miệng của bà mà bây giờ coi nè, 1000 cái container nước mắm của tôi đang nằm ngoài cảng Long Beach mà người ta chưa vô kìa. Ta lỗ gần cả 5 triệu đồng nè. Mấy ông kinh tế ông nào cũng than hết đó, nhưng mà ông nào cũng xạo đó. Ông không có kinh doanh được ba cái nước mắm thì ông chuyển qua ông kinh doanh tàu ngầm, vũ khí, máy bay. Nãy mới vô đây bán được chục trái lựu đạn rồi. Thì đương nhiên ta làm kinh tế là người ta phải bán rồi. Tối nay tôi bán được cái gì là tôi bán nhiều, khi tôi còn muốn bán thân tôi nữa mà chẳng may mua thôi. Hả? Tôi nói thiệt gì? Ông là đang thiếu thốn mà thộp hạt rồi, ai mà mua. Bây giờ tôi nhìn vậy tôi thấy tôi bán chị được. Tôi thấy vậy đó, chứ chân như bình bông nải chuối thôi chứ đừng có bán. Nó rà qua máy nó kêu sùm á, silicon không hà. Quên, bà chị tôi bà Mỹ Mỹ mà, chị là thẩm mỹ mà, phải không? Mà đồ giả không mà tôi biết. Chị đâu có chỗ nào thiệt đâu, phải không? Đúng rồi. Nói nghe nè, vậy mấy tôi thấy tôi nghĩ tôi nên bán nội y của chị đi. Bậy bạ hả? Tôi nói lộn, cái gì? Nội tạng. Bán cũng không được nữa, tôi đã hiến xác cho khoa học nghiên cứu rồi, khoa học trả về rồi. Trời đất ơi. Bộ đồ lòng ăn ba cái thực phẩm bây giờ nè, nó ngâm cái hóa chất gì ăn giờ bộ đồ lòng túi quắc còn hơn bông huệ bị chân 10 ngày. Trời ơi. Bữa tôi đưa cho bà khóa lấu quận 4, bà bỏ bà không thèm lấy đó. Bộ đồ lòng giờ để cho có dân ta vậy thôi chứ đâu có ăn uống gì, giờ tôi hửi tôi sống không à. Hửi tiền á, là... người ta hửi nhang đúng không? Là nó lên bàn thờ, còn giờ tôi lấy tiền tôi hửi thôi chứ ông ăn giọng gì đó, để chân vậy thôi à, cái thứ quắc à. Trời ơi. Xịt dầu thơm thơm lắm, tin hửi thôi. Đừng chân mang cái cây vô mặt em. Kỳ lắm. Nó nghe nè, bây giờ em nói cái vụ mà nội tạng hồi nãy đó, em thấy đó có một cái đường dây buôn lậu quốc tế rất là nguy hiểm. Mà bây giờ em không biết là giờ mình nếu mà Ngọc Hoàng mà ông xuất hiện á, không biết ông có biết xử làm sao không? Trời ơi, mình là táo mà lo gì cái chuyện đó, chuyện của Ngọc Hoàng mà tôi nghĩ là ông không có xử được đâu. Ai nói Ngọc Hoàng không biết xử? Ai nói là Ngọc Hoàng không xử nổi chứ? Ta tới đây nghệ sĩ Chí Tâm hả? Trời đất á, nhà ngươi nhìn ta không ra hả? Hiểu lầm rồi, người giống người chứ không phải. Giải thích cho nó biết đi. Sao cười? Cũng tại ông không đó. Sao? Bơm chích bu tóc chi cho nó rần rần lên cái mặt, rồi cái mặt nó căng quá, bây giờ kho ra đường không ai nhận ra, người ta cứ tưởng là nghệ sĩ Chí Tâm thấy gốm. Quay qua đi. Trời, cái này cũng quen nữa đi nè, nghệ sĩ gì quen đây nè không? Ta cái này nhận ra cái không? Gì đây, cái gì tên gì nè, Nga Nga gì nè. Bận bộ đồ hồng chắc bà Hồng Nga. Không có Hồng Nga, bà ngoại tôi má ơi. Trời ơi, cái trang phục như vậy là phải là công chúa Quỳnh Nga nè, đúng không? Bậy nữa, ta xin giới thiệu, ta là Thúy Nga, đảm trách vai Dương Mẫu Nương Nương. Thôi, đừng có hát cải lương. Trời ơi, hôm nay Ngọc Hoàng xuống, ông có thích hát cải lương. Thôi về đi, về đi, về đi, để ở đây chọn một vai tuồng. Thôi tao thẩm mỹ ơi, ngươi đừng hát cải lương làm chi nữa. Để cho bà con khổ, bà con đau, rồi khán giả đang xem phải trả vé ra. Thôi đừng có hát cái lương. Bị thấy chưa? Vậy hả? Cũng hai con người, người ta hát, một người hát ta vỗ tay rầm 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 rầm, còn bà hát trời ơi ta im re luôn vậy á. Ê, nói nghe nè. Vậy? Em nói nghe. Hả? Mỹ thẩm mỹ giỏi lắm, Mỹ thẩm mỹ cái giọng mình luôn đi. Thẩm mỹ rồi chứ, ngày xưa tôi ngủ tôi ngái còn phô mà. Ủa vậy hả? Giờ hát hay đó. Rồi vậy bỏ đi nha, đừng bao giờ có ý nghĩ đi thi visa làm nhục gia đình táo. Thôi tôi nói nghe nè. Hoàng nè, nhìn không ra hả? Hoàng nào, tôi chỉ quen Hoàng Kiều mà giờ ông không quen tôi nữa. Chị, xin lỗi chị nha. Hoàng Kiều người ta chỉ biết dòng eo 56 thôi. Còn dòng eo của chị là dòng eo 86, Hoàng Kiều nào mà quen. Tôi đây dòng eo có 40 mà ông còn không quen tôi nữa nè. Trời đất ơi, gan quá hà.
Bà này là ai thả bà ra sớm về phải chích cho thuốc cho đều mới thả chứ. Thôi cái này là Dương Mẫu Nương Nương với Ngọc Hoàng nè, ta là Ngọc Hoàng. Không có em nghe nè, bây giờ đây dự hội táo quân nè. Không tin. Chị Mỹ Mỹ, nó nghe nè. Hả? Tự nhiên tự mời khách khứa gì đến đây rồi tự nhiên vô nhận Ngọc Hoàng là Dương Mẫu Nương Nương có gì là bằng chứng không chứ ai không tin hả? Được. Đây. Có cách đi Ngọc Hoàng. Đây là Ngọc Như Ý. Ở ngoài China Town bán dữ lắm. Trời đất ơi. Này có 2 đồng 99 nè. Trời đất ơi, sản phẩm thiên đình chất lượng cao như vậy mà nhà ngươi dám bảo là made in China hả? Ở China Town bán hả? À được rồi, ta sẽ thử phép cho nhà ngươi coi. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Hỗn lao nè. Đau quá, quá dập 2 cái đầu gối rồi. Dạ. Hỗn lao. Dạ tin rồi, tin rồi. Ngọc Hoàng dạng tế, dạng tế. Vậy mới được là. Vậy mới được à. Ngọc Hoàng cho con chứ. Cho con bình thân nha Ngọc Hoàng. Hai người hãy bình thân. Dạ. Dạ. Dạ Dương Mẫu Nương Nương và con xin lỗi. Xin lỗi Dương Mẫu Nương Nương. Bởi vì cái hình Dương Mẫu Nương Nương để trên Facebook đó, cái ảnh đại diện đó nó khác với Nương Nương ngoài đời nhiều quá. Ông nội ơi, con cũng nhìn ra, con xin lỗi Nương Nương. Thôi ta cũng không có giận gì nhà ngươi đâu, ta biết mà. Bản thân ta mỗi lần mà chụp hình tự sướng đó, ta dùng cái chế độ bà tiên đó, ta chụp xong ta còn không nhận ra ta nữa, làm sao ngươi nhận ra ta được. Dạ. Nó chỉnh sửa quá mà, nó cà banh cái mặt ra luôn vậy đó. Nói dạ. Cà dạ. Nát mặt ra luôn à. Dạ dạ dạ, còn táo thần là táo kinh tế. Dạ, kính chúc cho Ngọc Hoàng và Dương Mẫu Nương Nương dạng thọ vô cương, ăn cá mình nhớ nhã xương, để năm nay đừng có đi nhà thương. Yeah. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Dần không, thơ ta hay quá mà. Dạ, yeah, hay thì nó có hay nhưng mà nó có hơi tục. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, yeah, tục ngữ đó. Trời ơi, mai mốt nói cho rõ chữ nha ông nội. Dạ, yeah. Làm kinh tế không có giáo dục vậy trơn. Kinh tế mà không có văn hóa. Nó làm kinh tế mà không có văn hóa. Dạ. Bởi vậy. Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Dạ, táo kinh tế có mắt mà chưa có laser. Dạ. Cho nên không có nhìn thấy rõ hai vị. Dạ, dạ Ngọc Hoàng tha thứ lỗi giùm mà. Gì đây? Dạ, dạ, thủ tục đầu tiên. Gì đây, hối lộ phải không? Dạ, đó, dạ. Ở trên thiên đình đang bày ra cái chiến dịch bài trừ tham nhũng nè. À, nhà ngươi nhớ đó là bữa nay cái buổi truyền hình trực tiếp có livestream cả thế giới đều thấy, nhà ngươi đúc lót ta, lỡ ta nhận rồi ta ăn nói làm sao với triều đình đi. Dạ không có, dạ cái này là mình quà thôi Ngọc Hoàng. Quà hả? Dạ dạ dạ, Ngọc Hoàng nhận cho em vui đi. Thôi chống tham nhũng không có nhận. Thầy Ngọc Hoàng chống tham nhũng, Ngọc Hoàng ngồi nghỉ ngơi đi. Dạ Dương Mẫu Nương Nương. Gì? Dạ. Chúc Dương Mẫu Nương Nương sức khỏe dồi dào. Nữa hả? Dạ. Ngọc Hoàng mới nói mà bài trừ tham nhũng mà tại sao ngươi cứ tặng phong bì hoài vậy? Dạ dạ. Tặng như vậy là không được nghe chưa? Dạ dạ dạ. Đưa đây coi. Dạ. Sao phong bì năm nay mỏng quá vậy? Dạ kinh tế xuống quá. Biển động cá chết mắm nó lên giá nhà hàng bán cũng hơi chậm. Vậy đó hả? Thôi mỏng quá mình đưa luôn cái bao thư của Ngọc Hoàng đi để chồng vô cho nó dài. Thầy đâu có. Của ai nấy nhận chứ đâu có thể nào mà như vậy được. Dạ. Dạ, dạ thấy không, Dương Mẫu Nương Nương thấy không? Mấy thằng giàu nó hay trùm lắm. Không. Dạ đúng rồi, mình trùm mình mới giàu. Dạ mấy cái thằng này mà nó chê chê em mà trùm á là giờ nó nghèo hơn em hết á. Mà ta cảm thấy là người nào tên trùm cũng giàu hết trơn à. Ủa là sao Ngọc Hoàng? Thì nước Mỹ nè cũng có ông trùm đó. Dạ. Ông cũng giàu rồi, ông ra ứng cử tổng thống năm nay, ông đắc cử rồi đó. Ông trùm đó. Ủa ông trùm là ông nào vậy Ngọc Hoàng? Đáng lý ông là tên trùm nhưng ông đến Mỹ rồi đâu có cái dấu quyền đâu. Thành ra phải kêu là Trump. Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 kỳ này đó. Thôi Trump nào thì Trump, Trump xì Trump, trầm trầm triết gì đó, đâu không có quan trọng. Giờ cái quan trọng là dạ, dạ, hôm sao nay ta xuống hạ giới là cái mùa này là cái mùa on sale shopping holiday phải không? Ô dạ đúng. Yeah. Bởi vậy nhà ngươi rảnh rỗi đưa ta đi mua sắm shopping đi. Cha Nương Mẫu Nương Nương yên tâm đi, ta nói năm nay tôi nói là Black Friday là nó sale all the way tới Black Monday luôn. Ồ vậy hả? Trời ơi 70-80% mà tôi nói Gucci, Fendi, Versace nó sale đều vậy hết á. Vậy đó hả? Yeah. Thì thôi dắt ta đến cái shopping nào lớn hơn mấy cái shopping đó đi. Là cái nào vậy Nương Nương? 99 cent. Trời ơi, nói 99 cent đâu có được, vậy nó hạ cái phẩm giá của Nương Nương xuống lắm. Sao vậy? Dạ bây giờ nếu mà Nương Nương thích cái như vậy đó thì em chỉ cho Nương Nương cái chỗ này. Dạ nó coi như là mua một tặng một. Dạ mà nhiều khi mà nó thích Nương Nương nhiều khi nó cho free luôn. Ôi vậy hả, chỗ nào vậy? Dạ Goodwill. Good
Goodwill hả? Dạ. Nghe good 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 là ta thích à. Dạ. Miễn sao cho free là ta vui à. Dạ. À, dạ dạ mình coi cho mình họp xong cái em đưa nương nương đi shopping liền nha. À rồi ta cảm ơn. Dạ. Dạ 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 rồi xin phép và xin phép. Dạ đây. Cái gì vậy? Dạ. Bên kia kinh tế nó đẩy nhẹ. À. Dạ em này đẩy nặng nặng hơn. Đẩy gì vậy? Dạ cái voucher làm thẩm mỹ. Trời. Ồ vậy hả? Dạ. Voucher làm thẩm mỹ hả? Trời ta thích thẩm mỹ lắm á nha. Thôi bây giờ dắt ta về đập nát cái mặt ra làm lại đi. Lần này là lần thứ 10 chứ mấy. Dạ thôi nương nương. Cái mặt nương nương mà giờ có làm là cắt cái đầu thay cái đầu mới thôi à. Dạ. Vậy là, đó hả? Dạ cực lắm. Dạ giờ mình làm cái khác đi nương nương. Ờ chứ bây giờ mình làm cái phần nào? Dạ cái nương nương tuổi nó cũng nhiều rồi. À. Dạ theo lực hút của trái đất thì nó cũng giật sập một số đồ nghề. Dạ. Mấy giờ nó gọi là nâng ngực qua lỗ rúng đó nương nương. À. Dạ để hở rúng lên cái công chúng đi ngang thấy rúng mai muốn sức giàu ta tới sức. À vậy đó hả? Model vợ vậy. À mà mình làm công nghệ với rúng hả? Đúng rồi dạ. Ủa mà sao tại sao mà mình sao không có lúc mà không có làm cái lúc nữa trên mà giờ tuột xuống rúng rồi mình mới làm? Dạ tại vì giờ mới có da. À dạ. Có nhiều đứa trẻ giờ mới năm 2000 bị đặt lên Facebook rồi livestream đồ gì ha. À. Dạ, mấy đứa nó chưa có da mà nó ham nó sửa làm chi không biết. Dạ, nó dồn hai cục lên như hai cục bú rồi đó. À, dạ, đó. Nhìn thấy ghê lắm. Dạ đừng có ham. À. Dạ em làm thẩm mỹ em biết mà đừng có ham lời. À, vậy là bây giờ da nó chảy xệ xệ rồi nó lên là vừa rồi đó. Chứ để giống hai cục bú vậy nó đè vậy nó mổ cái ác. Dạ. Dạ. Tới rồi, tới rồi. Hè tay nữa. À, tới vậy. Tới rồi, tới rồi. Ai tới? Tao nào tới nữa đó. Wow, đi bộ đẹp quá. Trời ơi, nó muốn này mặt không phải vậy trời. Trời ơi, táo mà còn có ồ e nữa. Táo nào đây? Ủa, ta chưa có thẩm mỹ mà tại sao xe cứu thương đến hốt ta đi chưa vậy? Chưa có ai kêu 911 cho mà sao cứu thương tới vậy? Táo này là táo nào đây? Dạ Ngọc Hoàng, nãy vô mà múa mà đi bộ dữ vậy em là táo Hồ Quảng chắc không chừng. Hồ Quảng bà nội mẹ cho Hồ Quảng. Má là táo giao thông nè con. Ồ, à, trời ơi, vô có ò e là táo giao thông. Táo giao thông mà táo Hồ Quảng. Chị. Ủa trời Mỹ đất ơi. Từ ngày chị đứng đường tới giờ chị già quá. Con giả trong mặt mày bây giờ nghe. Sao vậy chị? Sao mày nói tao đứng đường? Dạ chị làm giao thông chị đứng đường chứ chẳng lẽ chị leo lên cục điện chị đứng tao cho chị không vậy? Chỉ huy giao thông. Thì chị đứng ngoài đường chị đúng không? Ừ. Hôm bữa em chạy chiếc son soi đi ngang qua cái trụ điện đó. Thấy chị đứng chị vô quẩy vẫy ở ngoài đó. Đúng rồi. Khói nó phà vô cái mặt chị nó già hấp. Thương quá em mới thắng xe lại em quay kiến xuống đưa cho chị cái voucher tới chỗ thẩm mỹ của em chị làm chưa? Tao hận mày nha. Sao hận em nữa? Khi tao tới thẩm mỹ viện á rồi cái mày đưa cho tao cái bộ đồ á tao mặc vô giống như là tù vậy đó. Rồi khi quý một hàng nó đứng ở đó. Trời ơi thổi đời nay nó bơm Botox mà tôi tưởng như đó bơm xăng vậy đó. Mặt người ta đứng ở đó bơm cốc 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 nó bơm vô. Bây giờ mày nhìn mặt tao đi. Dạ sao ạ? Nhan sắc này nhìn đi cưng. Sao cưng? Tệ lắm. Tao sẽ đi truyền đao về cái thẩm mỹ viện của mày đó nha. Mày bơm Botox mà như vậy nè Ngọc Hoàng. Em nói Ngọc Hoàng nghe nha. Cái con này nè, nó làm không có lương tâm, không có đạo đức. Trời ơi, em với nó bằng nhau đó mà nó sửa riết mà mặt em vậy nè Ngọc Hoàng. Hai người bằng tuổi nhau bằng nhau đó mà vậy. Cái gì vậy bà ngoại? Gì vậy? Trời ơi, mặt bà như bà cố tôi mà bà nhào với chồng tôi bà kêu anh này anh nọ xưng em mới ngọt xớt rồi nghe nổi điên không? Ủa cái con mẹ này là cái con mẹ nào vậy? Trời đất. Tránh ra đi bà ngoại. Con mẹ này là cái con mẹ nào mà cái mặt ấy cái mặt con mẹ này giống tao hả? Em mày sửa mẹ phải không? Mày sửa mặt mẹ giống tao. Nói nghe nè, tôi sửa toàn cái bô sa rồi mặc đồng phục giống nhau y như cấp B vậy đó. Tao biết rồi. Mẹ này ai vậy? Diệt Hương. Diệt Hương nào mà sửa dữ vậy má? Chứ ai? Dương Mẫu Nương Nương. Cái gì? Dương Mẫu Nương Nương. Trời ơi, má không nhìn ra hả? Dương Mẫu Nương Nương. Ừ. Ở trên Facebook bà đẹp lắm mà sao dòng mà này bà xấu vậy? Con cũng đâu có nhận ra đâu, nãy mới hôn cái rồi. Bà sống, sống ảo dữ lắm. Sống ảo lắm hả? Xin lỗi. Xin lỗi. Nương Nương. Dạ Nương Nương khỏe không Nương Nương? Trời bà xác chứ sao? Em xin lỗi Nương Nương. Dạ em xin lỗi Ngọc Hoàng. Trời vậy đây là táo giao thông đây phải không? Dạ đúng. Dạ táo giao thông mà đường xá nó không có thông. Không có thông mà. Dạ em muốn xin góp ý với Ngọc Hoàng. Sao? Nếu năm sau mà Ngọc Hoàng xuống đây họp á, ừ, xin Ngọc Hoàng báo trước cho em biết. Em sẽ mai em tặng cho Ngọc Hoàng một bộ tuxedo. Rồi em tặng cho Dương Mẫu Nương Nương một cái soiree thật đẹp. Chứ ăn mặc như vậy mà ra ngoài đường, trời ơi nó tưởng đâu là Mr. áo dài nó hốt quá nha. Gì? Bà mới nhắc gì tôi nổi da gà vậy? Mr. áo dài. Mr. áo dài còn sống hả?
Ủa Diễm Trinh sao vậy? Tôi tưởng đập nát mặt chết rồi. Thôi thôi, ai nói vậy? Hôm bữa vô thẩm mỹ viện tôi em biết chúng quánh mặt nát hết trơn, trời ơi, kêu tôi sửa tôi không sửa. Ủa vậy là bị sửa cho nó không? Không. Thôi, ta dạ. là Ngọc Hoàng, thành ra cái logo của ta đó thì ta phải mặc lông bào như vậy nè. Dạ. Chứ lỡ mà nhà ngươi đưa tuxedo cho ta mặc, người ta tưởng MC Nguyễn Ngọc Ngạn sao? Ôi, nói gì nói chứ đã xuống hạ giới rồi, ở trên nó mặc đồ dày rồi xuống đây còn mặc sơ rê nữa, mặc chi cho nó mệt mỏi. Dạ. Ta mà xuống đây ta quất thẳng bộ bikini ta nằm phơi cho trời ơi. Thôi ai can du, ai can du. Như nữ hoàng nội y vậy đó. Dạ Ngọc Hoàng yên tâm, để con vô lấy thuốc uống chấn động lại đỡ bớt. Dạ cho Dương Mẫu nương nương uống. Tại sao lại lấy liền đi mẹ giao thông? Tại sao mà tới trễ như vậy? Dạ kính bẩm Ngọc Hoàng, từ ngày ông Trâm ổng lên tới bây giờ là kể như là cái sở di trú nó khó khăn lắm. Và khi mà con muốn tới đây con phải tới White House, con trình cái passport xong rồi con mới bay qua bên phi trường Los. Khi bay xong rồi con đói bụng quá phải chạy xuống Phước Lộc Thọ mua ổ bánh mì chả lụa ăn. Rồi chạy qua bên Westminster mua một ly nước mía xong rồi mới lái xe chạy lên đây. Đường xá nó kẹt quá đi cho nên bên Mỹ mà chạy. Cũng kẹt xe nữa sao? Trời ơi Ngọc Hoàng ơi, đừng có nghĩ vậy là lầm nha. Đường tốt, xe ngon, chạy hồi bị gây ra tai nạn đó. Trời nè, ơi, nè, nè. Nguy hiểm lắm. Thần thấy như vậy nè Ngọc Hoàng. Cái vụ tai nạn này ta mới nhớ ha. Tai nạn là do cái phong trào mà chơi bắt Pokemon đó. Pokemon hả? Ta thấy dán màn xuống, thấy người dân người ta bắt Pokemon, lầm lũi, đi lầm lũi, băng qua đường, chưa hốt được con Pokemon, nguyên cái xe cứu thương đến hốt xác người đó đi rồi. Đúng rồi, Dương Mẫu nương nương biết không? Trời đất ơi, tai nạn xảy ra là tại vì cái vụ đó. Rồi phía bên kia họ chạy xe, họ không có chịu chạy, họ chạy chậm, họ nhìn. Bà nội nó như vậy đó mà nó kẹt mẹ hết hai bên đó chứ. Má giao thông. Gì nữa? Con nói góp ý kiến má này là nãy má góp ý kiến Ngọc Hoàng với nương nương về cái phần trang phục đó. Và con cũng góp ý kiến má cái phần trang phục. Mình lái xe hơi mình không có cần đội cái mũ bảo hiểm này kỳ lắm nha má. Con, tại má đi xe xì bo mà mui trần mà con. Trời ơi. Mà lái xe xì bo mui trần là má phải đổi cái mũ này là có lý do. Khi má bấm nút má mui nó bật ra rồi. Mà khi bấm trở vô bấm không được. Nó kẹt mẹ nó rồi. Mà trời mưa nữa sao giờ tao phải lấy cái mũ bảo hiểm này tao đổi chứ sao. Mà mẹ má là giao thông. Má mà không đổi không có làm đúng luật á, má bị phạt nặng hơn người ta. Cái đó là ở bên Việt Nam, còn này bên Mỹ mà. Bên Mỹ, Mỹ chứ tao cũng phải làm cho đúng luật chứ, trời đất ơi, tao là táo của thiên đình mà mày nó... Nhắc tới Việt Nam mới nhớ đó, lúc có trời mưa thì sao hậu? Trời ơi, nhắc cái vụ này mới nhớ nè, trời mưa đó hả, táo giao thông này quản lý làm sao mà hả? Gì nữa vậy? Đường sát tao nó ngập, xe hơi, xe máy nó trôi, lều phèo, người ta bỏ của chạy lấy người. Ngọc Hoàng, cắt chức mẹ già đi Ngọc Hoàng ơi, trời làm ăn có được gì hết trơn hả? Dương Mẫu, trời ơi, cái chức này em mua nhiều tiền lắm, em chưa có lấy lợi vướng. Trời ơi, kệ bà chứ, bà mua kệ bà chứ. Dương Mẫu mà cắt gì tội nghiệp gia đình em lắm. Với lại suy nghĩ kỹ cái đường lộ mà giao thông là của em, mà cầu cống là của táo cầu cống hay của vậy em đâu? Vậy lúc đó thì táo cầu cống ở đâu? Nó chết mẹ nó chứ cống rồi. Trời. Chưa lên nữa hả? Lên sao được, nước ngập mà chết mẹ chứ rồi. Trời ơi nội, mà nó ngửi mùi đó không nó cũng chết rồi đó. Ngọc Hoàng à, bởi vậy thôi bây giờ thôi mình trình sớ đi. Thôi nói chung bây giờ đó mình xuống đây là để mình đi shopping. Thẩm mỹ viện. Đi về mà trễ, mà thẩm mỹ viện trễ quá không ai nhận ra thiếp hết trơn à. Cái vết thương nó không lành phải không hậu? Mình trình sớ đi nha. Trình sớ đi. Các cháu trình sớ mau mau. Dạ tụi con trình sớ giờ mời Ngọc Hoàng với nương nương ngồi xuống đến em, đến em. Sớ của táo kinh tế đâu? Dạ sớ của thần đây à. Dạ. Sớ này là sớ của tôi, suốt năm còn khỉ lôi thôi nhức đầu. Kinh tế câu chuyện toàn cầu, nước Anh rút khỏi thị trường Âu Châu. Tiền tài vật chất về đâu, dân nghèo cục vốn kẻ giàu giàu thêm. Giao thông vận tải nước mình, mưa dầm lũ lụt bất bình lội sông. Cầu cống thì chẳng chịu thông, cửa nhà quy hoạch mênh mông công trình. Táo ngành thẩm mỹ đẹp xinh, giải phẫu mông ngực mắt môi gợi tình. Ngành nail thì hoành tráng linh đình, thi nhau mở tiệm gia đình giàu to. Lo tổ chức cuộc thi hoa hậu, có thiền thì cho đậu vinh quang. Giám khảo no ngồi chấm giải ngên ngang, ai xấu nhất chung tiền đủ cũng được là hoa hậu. Hay quá. Dạ, chuyện tổng thống Hoa Kỳ Ba Rắc ghé qua thăm đất nước Việt Nam, dân Sài Gòn chào đón thật rình rang, tình Việt Mỹ ngập tràn thấm thiết. Nước Mỹ giàu,
Nước Mỹ mạnh là nhờ vào đa đảng, đảng Cộng Hòa thắng lợi vẻ vang. Ông Donald Trump vua địa ốc hiên ngang, vô Nhà Trắng huy hoàng làm tổng thống. Nhìn nước Mỹ chung tay đoàn kết, lãnh đạo lo cho nước cho dân, chứ không vì lợi ích bản thân, sống tử tế nên dân giàu nước mạnh. Thôi mọi chuyện buồn mình xin gác lại, để ta còn tông cụ nghinh tân. Nằm bính thân những sự kiện xà bần, sơ tâu mãi Ngọc Hoàng nghe phát ngán. Năm Đinh Dậu con gà gáy sáng, cho nhân loài chào đón ánh quang minh, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, xuân quang lạc dường hoa xinh rực rỡ. Chúc các cụ luôn già mạnh khỏe, chúc thương gia thu nhập sẽ tăng cao, chúc cộng đồng đoàn kết nắm tay nhau, chúc giới trẻ học hành mau đổ đạt. Được rồi, vậy bây giờ mình đi shopping được rồi phải không? Đi shopping đi Hoàng Thượng ơi. Dạ Ngọc Hoàng, dạ trước khi mình đi shopping mình hát bài tặng cho bà con luôn được không Ngọc Hoàng? Được. Rồi mình hát tặng một bài mình mới vô được chứ. Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng thao vui và có lẽ rộn ràng. Như mùa xuân em mới lắc thai, như mùa xuân thấy đường đẹp xuân dân đầy yêu mến xuân, dân trên vui ta đón nhau yên lưu mừng. Để năm mới phát tài, nhau nhau làm người đi mãi xuân tới tư đồng sai. Xuân năm tươi đồng sai. Dạ em nghe. Văn phòng nha sĩ à. Dạ em biết hôm nay em có hẹn với bác sĩ với nha sĩ mà. Dạ em tới liền, em tới liền. Dạ đang ở tiệm chè Hảo Ngọt. Thì ăn chè bị sâu răng rồi mới nhờ cho bác sĩ nhổ răng chứ. Dạ dạ yên tâm yên tâm. Em đúng giờ lắm, chỉ có cái sai ngày. Ok ok rồi, bye. Ủa sao nãy thì vô mà tiệm chè vắng tanh như cái chùa Bà Đanh vậy ta? Bà bán chè? Dạ. Dạ em đây. Chủ tiệm chè. Thôi em chúc em đi ra chè nha. Chị kỳ vậy trời. Bà bán chè. Dạ. Đứng lại. Dạ. Ủa, ly chè đâu rồi em? Em ra cây múa quá đổ rồi. Sáng giờ đổ 10 ly rồi đó, anh chưa bán được ly nào á. Trời ơi, em bán chè phải em bán thân đâu. Làm gì mà em ẻo quá ẻo lại, nhí nha nhí nhảnh như con cá thẩm vậy. Hôm nay làm gì quất nguyên bộ đồng màu vàng khè vậy? Nhìn giống trái chuối không anh? Y hệt như trái chuối cao. Vậy hả? Bởi vì hôm nay em bán chè chuối mà. Chè chuối on sale động trái cái đồng. Có chè chuối. Dạ có chè chuối. Trời ơi anh thích ăn chè chuối lắm. Dạ. Chè chuối ngon. Ngon. On sale phải không? Sale luôn. Cho anh ly chè ba màu. Trời trời trời. Không có liên quan tới chè chuối tôi vậy cha. Cái gì mà on sale làm sao mà ngon được. Thôi kệ anh ăn đi. Em tính giá đặc biệt. Có giá đặc biệt. Thích anh lâu rồi mà không dám nói không. Đàn ông nước Mỹ chết hết rồi phải không? Gì vậy? Sao kỳ vậy? Tôi tự nhiên đàn ông nước Mỹ chết hết là tại sao? Thì anh mới nói tôi thích anh đó. Đàn ông nước Mỹ chết hết tôi cũng chừa ông ra, tôi không có thích nữa. Mơ không à. Em ác ghê luôn á. Bây giờ không thích anh với hôm nay ngày gì mà có giá đặc biệt. Trời ơi. Trời ơi mà từ sáng giờ tôi muốn quá, nó đổ mười mấy ly chưa bán được người nào. Anh mở hàng cho em đi. Ê anh cũng ăn. Hỏi thiệt gì? Bỏ trong chè cái gì mà ăn xong về nhớ em quá à. Dễ sợ. Bữa tôi thấy ông ăn bún mắm, ông cũng nói với mẹ bún mắm cái câu này là y chang.
má anh dạy. Lời nói không có mất tiền mua, ăn chỗ nào mình cứ khen chỗ đó, gặp đứa nào nó ngu cái nó cho mình free. Không ai ngu mà cho anh phi hết trơn á. Ăn bao nhiêu tôi tính tiền bao nhiêu. Mệt quá đợi tôi chút xíu tôi tiếp khách bị handicap. Có khách hả? Khách vô đó trời. Khách giật quá vậy ta. Đi xong rồi sao? Đi xong. Giật quá. Ngầu quá. Làm gì trời? Trời ơi, ổng làm như là lễ hội hóa trang hay sao? Hôm nay phải ngày Halloween thôi anh. Tưởng vô quá anh em hóa trang hay không? Bực mặt ngầu quá ta. Có phải lễ hội vô quán tôi hóa trang chi vậy? Ăn cướp. Giỡn hoài luôn. Con lớn rồi chơi súng làm chi mà không biết cách. Ví dụ anh giỡn ta mà rút súng anh là ăn cướp. Là anh phải chỉa ngay đây nè, thấy không? Chỉa ngay chỗ này là nó xì xọ. Con chỉa cái này nó xì cái khác là đền cho tôi. Cái gì vậy? Tao làm cướp nè. Lên đạn cạch cạch là cướp thiệt mà. Giờ lại lên. Thầy anh ơi em là. Giờ cao lên. Giờ cao anh hở áo. Móc tiền ra. Anh khó quá kêu giơ tay rồi sao móc tiền. Qua tay xuống. Dạ. Móc tiền ra. Dạ móc tiền. Làm cái gì vậy? Anh mới biểu móc tiền ra đó. Móc tiền của bà kìa. Thấy ông nói không nói rõ nữa. Mà trong người em đâu có chỗ để tiền. Đi vô trong quầy. Dạ. Lấy tiền nhét đầy cái vali này cho tôi. Cái gì vậy? Nhét đầy cái vali này. Ê. Thôi đi ba. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà kêu nhét đầy vali? Tiệm màu xoàn, tiệm vàng tại sao không cướp? Vô tiệm chè mà ông đòi đầy vali tiền. Vừa phải rồi chứ. Dạ tính vậy đâu không? Dạ đi đâu chịu khó đâu chơi một vòng đi. Em bán từ giờ tới chiều em gom đầy vali em gọi điện tới lấy được không? Được. Được sao lắc đầu dữ hả? Đau quá. Làm gì đau? Cho em lấy cái tay ra chị ơi. Trời ơi, kẹt tay hả? Dạ để em vô. Dạ mày hả? Cửa lên tiền. Dạ vô lấy tiền liền. Thằng kia. Cửa gì? Dạ. Gắt tay lên. Bà bán chè. Dạ. Bà có bán mắm không vậy? Bán chè đâu có bán mắm. Xin chào. Ăn mặc bánh bao giờ không có tắm. Anh ăn cướp. Cái gì? Đi ăn cướp sao không đeo găng tay vô? Để lại dấu tay cảnh sát bắt á. Này mới vô nghề phải không? Ai nói mày tao mới vô nghề? Bữa nay là ngày đầu tiên của tao đó. Súng của anh. Sao hay vậy? Hồi xưa em làm ăn cướp mà. Giờ bỏ nghề. Tại sao bỏ nghề? Quay súng bị que giò. Thì điên rồi. Quay súng bằng cái tay bắn mới tao quay cái giò. Quay súng trúng chân què giò. Rồi sao bỏ nghề? Thì bỏ nghề luôn chứ sao anh nghĩ sao? Giờ què giò rồi cảnh sát dí chạy sao kịp. Đúng rồi chứ. Này mai mốt đi ăn cướp gặp thằng nào chỉ súng cướp liền. Đừng quay súng nha ông. Cảm ơn mày nha. Được rồi để tao thanh toán con mẹ vàng khè bán chè này xong tới phiên mày. Anh hôm mấy anh thanh toán em trước đi. Bị cướp mà cũng giành nữa hả? Không phải. Tại em có hẹn với nha sĩ đi nhổ răng nè. Mày có nước nhổ nguyên hàm chứ nhổ con cái dầm dò vậy mày? Tao chưa thấy ai có hàm răng gớm như mày hết trơn. Mà tao nói thiệt. Sao anh? Mày mà hợp tác với là bà bán chè này là giàu to đó. Làm gì mà giàu to anh? Răng mày nào vừa cho bả làm đứt cốt đó bán chè. Sao anh nói em mới nhớ nha. Vậy là cả xóm này nó khen em có hàm răng tu nguyệt đó anh. Là cái gì? Tu á là râu, nguyệt là trăng. Râu trăng là răng trâu á anh. Răng mày răng khủng long cái tâu gì? Giờ có răng thì ghét. Bóc bóc ra. Anh em đồng nghiệp với nhau không mà bóc. Ai đồng nghiệp với mày? Bóc bóc ra. Dạ bóc thiệt á anh. Tôi đây.
ăn mặc đẹp gì mà có 20 à. Thời buổi kinh tế khó khăn, trộm cướp đầy đường anh ơi. Em khôn lắm, em có giấu tiền một chỗ đâu. Mày giấu đâu? Em giấu dưới vớ nè. Giấu vớ? Dạ. Mày hay quá. Móc ra. Không. Móc ra. Trời ơi, sao tôi ngu quá vậy nè trời. Giấu, giấu có 20. Giờ cái mặt là thấy nghèo à. Nè anh. Gì? Ăn cướp tao nha, đừng sỉ nhục nha. Gì vậy? Anh nói ai nghèo? Đứng lại. Gì? Anh nói ai nghèo? Mày nghèo chứ ai nghèo? Không dám nghèo đâu. Xin lỗi anh à, trên người tôi còn một thứ quý hiếm nữa. Cái gì? Cái đồng hồ Rolex nè. Nè thấy không? Trời, tao nói nó chiếu sáng luôn á. Cầm thôi nha, hơn 1000 luôn đó anh. Rolex hả? Dạ, dạ. Tháo ra. Tháo ra. Tháo nữa. Để lên. Sao hôm nay tôi ngu quá vậy nè trời. Hàng thiệp hay hàng giỡn mày? Không biết nữa anh ơi, cái này em trơn của ông già em á. Mà em nói nghe, ông già em á không bao giờ xài hàng thiệp. Thiệt hay giả, tao không cướp. Mày xong rồi đó, đi đi. Dạ, cảm ơn đại ca. À, đi luôn nha bà chủ. Trời ơi, chưa có thấy con mẹ nào mà đá lông nheo xấu như bà này vậy á. Cái gì đó? Anh, làm như ý bà là muốn em đi báo cảnh sát cả bà. Mẹ em có ngu. Thà là tôi mất 40 với cái đồng hồ mà nó khỏe, đúng không? Bây giờ đi báo cảnh sát nè, làm nhân chứng nè, cả ngày mệt thấy bà luôn à, đúng không anh? Đúng. Cướp em rồi, giờ quay qua cướp bà đi. Nó lắc anh á. Xong chưa? Dạ xong rồi. Hả? Dạ xong rồi mà em sợ anh khiêng không nổi. Cái gì khiêng nổi? Tiền 25 cent mà ba bao tải luôn. Ai kêu mà lấy mà tiền 25 cent? Hồi nãy anh vô anh không nói. Anh nói lấy tiền cắt, em lấy tiền cắt. Tôi kêu mà lấy tiền giấy. Anh cướp mà anh khó. Thấy không? Anh phải dạy em. Anh vào vô phải nói cướp tiền giấy. Anh vô nói cướp. Ông nãy giờ em nổi tiền cắt thấy bà luôn á. Dạ tôi kêu lấy tiền giấy nghe chưa? Dạ. Tiền giấy. Dạ dạ em biết rồi, để em vô lấy tiền giấy cho anh. Cái chợ nó nóng quá vậy ta. Anh đeo mặt nạ vô. Anh cướp mà anh tháo ra vậy nè, lỡ nào nó đi ngang nó nhận diện được anh, nó báo cảnh sát là tiêu đời. Biết rồi, nhưng mà trong này nóng quá, sao mở máy lạnh vậy? Dạ có máy lạnh chứ mà bị gì hôm nay nó hư. Sao kêu thợ sửa? Em kêu rồi mà sao tụi nó làm ăn gì không tới sửa ta. Bậy quá. Kêu thợ nữa, lần nữa coi. Em mượn điện thoại coi. Điện thoại bà đâu? Hư rồi. Sao cái gì cũng hư hết trơn vậy? Người em còn hư, đừng nói chi đồ. Thấy ngoài tươi tốt vậy chứ trong heo queo mà. Đây nè. Dạ. Trời ơi, chưa cướp gì thấy lỗ. Thoại xịn dữ vậy trời, anh cướp xài điện thoại xịn hơn tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá hả cưng? Ờ, sao không tới sửa máy lạnh cho chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền cho mày. Mai gì nóng chết rồi nè, thằng cướp nó vô nó cướp nó rầy tao nè. Không có thiệt, mày tao giỡn sao? Mày không tin nè, loa mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá mày nghe không? À, em không có tới sửa được tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả? Hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ở nhiều... À, nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. À, có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi, qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Ờ, con này nó mập hơn chị em. Ờ, nó cao bằng chị. Gì? Không, anh leo lên ghế anh nó cao bằng em. Ừ. Em cao bằng anh. Ừ. Này nó không có mông, đúng rồi. Ờ, à, cái mặt nó mặt mâm, thấy thương lắm. Để tao tâm sự nó một chút. Anh nghỉ nghề anh cướp đi. Anh về anh phụ em bán chè, hai đứa mình giàu luôn á. Sao giàu? Cái mặt của anh mà ngửa lên vậy nè. Để 8 chén chè thêm 2 chén nước dừa còn dư chỗ à. Mặt mâm mà phải mâm thường, mâm đi bán á. Giỡn mặt với bà hả? Anh lại lên. Anh không chịu, anh nói giỡn mặt với anh không chịu. Ờ, có cái bụt rùi vé chó nằm ngay đây với cưng, với cưng hiểu lắm. Ờ, đúng rồi. Bạn ơi bạn. Hả? Điện thoại của mình đó nha. Nó lẹ lên chút. Thì điện thoại của mình bạn mới tám nãy giờ, chứ điện thoại của bạn cúp lâu à. Ờ, sao? Mày hồi mới tới đêm nay chị bán chè chuối ăn sale, đồng trái. Trái 1 đồng. Ăn giúp chị nha. Ờ, tới đi, mày chứ tính mày nóng rồi, mày tới thì chị sale cho. Tặng nó chị mới ghét chứ sao, mỹ sức. Chưa thấy con mẹ bán chè nào mà mắc bố như mẹ này. Nói chuyện không có điện thoại mà cười sằng sặc như mẹ khùng.
tới mày thiệt. Ủa lên nói chuyện mày sao mày trả lời trả vốn vậy mày? Mày không có lịch sự mày phải trả. Hả? Điện thoại mới đây đâu rồi? Đây nè. Ủa sao lấy lại vậy? Lấy lại gì? Nó nói tốn tiền của tôi quá. Anh bậy lắm. Anh vô anh cướp của tôi bao nhiêu tiền được. Có một cuộc điện thoại tiết kiệm cho tôi nha. Giận anh tôi lấy tiền anh đi sớm. Không chưa? Một chút. Giấy phải không? Ờ. Đếm lẹ lên. Thôi em chút chứ. Em đếm cho nó kỹ lát còn khai báo với cảnh sát. Anh ăn cướp. Anh có receipt không? Cái gì vậy? Anh cho em để em khai thuế. Khai thuế gì? Không chừng cuối năm nó trả là em mớ à. Rỡ mặt với bà hả? Đi ra ngoài. Dạ. Để tôi đếm. Đếm đi anh. Lòng quá. Dạ. Ôi, cầm giùm coi. Dạ cầm. Chỉ ở đây phải không? Anh ấy chỉ cho đúng chỗ. Không biết chỉ súng hả? Đó giờ đâu có đi cướp đâu biết chỉ súng. Tôi dạy cho nghe chưa? Dạ. Chỉ không ai chỉ ở đây hết. Chỉ đâu? Chỉ phải chỉ ở đây nè. Ha. Cái gì bắn xì xò nghe không? Ừ. Chỉ ở đây bắn xì mỡ nghe không? À. Cái này phải không? À. Là cái mặt cái má hát giống ăn cướp anh. Ủa tôi cướp hay ăn cướp vậy? Cái mặt em thánh thiện vậy sao cướp? Cái mặt anh mới cướp nhưng mà em không có cướp. Bà bị em cướp. Em bị cướp. Bà không quay súng mà chỉ vậy chứ. Ờ ha. Quên thiệt mới vậy. Tánh mau quên quá. Thôi xong rồi. Mệt quá. Có bụng quá có gì ăn không? Dạ chè chuối on sale một đồng một trái. Trái một đồng. Cho một trái đi. Dạ. Dạ đây. Sẵn sàng. Ừ. Nhiêu vậy? Dạ 3 đồng. Sao mới nói đồng trái? Anh thấy không có tánh của anh nóng quá anh không có để ý. Anh nhìn trên kè nè. Em có chen hai bên hai viên cho nước thấy không? Đó. Hai viên cho nước rõ ràng luôn. Ờ à, đúng rồi. Trái chuối hai viên cho nước đàng hoàng. Lạ quá. 3 đồng. Nè 5 đồng á. Khỏi thói. Trời ơi sợp quá nha. Tiếp luôn khỏi thói luôn nha. Mặt này quen dễ sợ luôn á. Làm gì mấy bữa trước tới đây ăn chè của tôi rồi cua tôi không được giờ quay lại cướp tiền tôi là sao? Quen quá. Nè. Dạ. Có chồng chưa? Dạ có rồi. Ừ. Nhưng mà anh cứ nói đi. Em còn bỏ nó kịp mà. Nói chuyện dễ thương quá. Dạ. Tối rảnh không? Dạ rảnh dữ lắm. Ăn chè buổi sáng chứ buổi tối rảnh mà. Ừ. Tính mời nhà hàng ăn mừng. Ăn mừng vụ gì? Mới cướp tiền xong nè. Trời ơi ghét quá à. Nè anh nói cho em nghe. Dạ nói đi anh. Em buôn bán bây giờ đó, thời buổi giờ kinh tế đang xuống nghe không? Em thối tiền phải coi chừng tiền giả nghe không? Dạ dạ. Nè anh thấy nè, tờ 100 này là tờ 100 giả rồi đó. Sao 100 giả? 100 thiệt đó. Là cái mắt ông Phan Linh niệm dòm lên trời. À. Cái tờ này ông nhìn xuống đất. Đâu? Nè. Ờ hai nhìn xuống đất nè. Tôi tại sao ông nhìn xuống đất vậy? Ông biết tiền giả ông buồn ông nhìn xuống đất. Thấy không? Hay quá. Ông muốn em nhìn, em muốn phân biệt lẹ nữa đó. Dạ. Em lật ra sao? Em thấy cái hàng chữ gì không? Chữ gì? Ngân hàng địa phủ. Trời ơi. Anh kéo hoài à. Thôi, có khách rồi. Có khách để em tiếp khách. Trời ơi. Ông này còn hay đi kép nặng hơn anh hồi nãy nữa. Anh tiếp ông nè, có vậy. Làm như giật đập cuốn rồi chết luôn hay sao, giật quá. Hôm nay sao dân chúng buôn xa hiền. Rình cả buổi sáng giờ không thấy ông nào bà nào vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ. Ăn chè đi rồi tính. Ây da. Quá chang mà sao sống giống police thiệt quá ta. Giống y chang luôn. Mặc đồ giống quá. Police thiệt chứ bộ. À, police thiệt hả? Chứ sao? Thằng thiệt phải không? Chứ sao? Hiếp. Stop. Hiếp. Trời ơi bà nghĩ sao vậy? Nhìn cái tướng mà đi. Rồi bà nhìn cái mặt tôi nè. Sao? Xí quát còn đâu nữa mày. Trời ơi. Bây bà không có chè gì anh không? Dạ chè chuối ông xeo đồng trái. Chạy anh đóng. Cái gì? Chạy anh đóng đồng trái. Nói chung là hôm nay là xeo chuối đó. Rồi cho một trái đi. Dạ. Ê ông anh ơi. Đó. Nhớ xin thêm 2 viên nha. Ôi dạ. Mà xin viên bự á. Viên nhỏ là tôi ăn vỡ ẹt à. Rồi cho một trái 2 viên đi. Anh muốn ăn mấy viên cũng được hết trơn á. Em không dám tính tiền đâu. Thì, đúng rồi. Đúng rồi. Làm nghề cảnh sát là vào sanh ra tử. Nhưng mà được có cái lợi là mỗi lần đi ăn thì chủ quán không tính tiền. Dạ. Nhưng nếu tính tiền thì tôi nghỉ mẹ nó. Dạ đúng rồi. Anh mặc cái sắc phục như vậy. Ừ. Với lại hàng anh dài như vậy. Cái gì? Hàng gì vậy? Cái cây này nè, cây này nè. Cái cây này là cái cây ba toan. Vậy hả? Cây ba toan. Đó giờ em biết cây này gọi là cây ba toan. À. Cây ba toan dài vậy nè. Cộng với cái mặt cô hồn của anh. Ê. Cái mặt hồn nhiên. Hồn nhiên y như chó điên nè. Ê. Em quýnh quá, em gặp anh em mừng em quýnh. Nói tính lại là ông nội em cũng dám tính tiền anh.
tôi hỏi cô chứ làm cảnh sát á, một năm được nghỉ 3 tuần về kia sân. Dạ đúng rồi. Mà một lần cởi được cái bộ đồ này ra rồi người nó thảnh thơi lắm. Dạ thảnh thơi. Nhưng mà kẹt một cái mỗi lần đi ăn phải mặc vô. Mặc chung chi? Trời ơi, không đi mặc vô, đi ra nhà hàng ăn là chủ quán vẫn đưa bill tính tiền như thường à. Hay quá, tính hay. Ơi, vậy mà mốt vậy hưu á, đại diện ông banh giữ là bộ đồ này đi. Chi nữa? Để ăn chè khỏi ra tiền. À đúng rồi. Ê, nè nè nè, là chú làm gì vậy? Trời ơi, chỗ quán xá mà ngồi đếm tiền đây mà cướp nó vô nó thấy được là vong mạng nó dẹp vô. Dạ không sao, sắp xong rồi. Cướp. Cái gì? Cướp. Ai cướp? Cướp. Tôi vô ăn chè cho anh cướp cái gì? Trời ơi, sao ngu dữ vậy ba? Bà cẩn thận lời nói bà nha. Tôi công bà vì cái tội phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ ạ. Dám đang thi hành nhiệm vụ đâu, vô đây ăn chè chuối chùa của tôi chứ thi hành gì. Anh sợ quá à, để giùm tôi nè, cướp. Ai cướp? Cướp. Bà xích qua coi. Bà nghĩ sao mà bà nói người ta ăn cướp? Trời ơi, cái dáng đó nhiều lắm là anh giật anh thiếu mà không biết nó dám ăn chưa đó. Tôi cho gan lắm là đi ăn cắp vặt thôi. Hả? Trời ơi, cái mặt nó khờ thấy bà luôn mà anh cướp cái gì? Cái gì? Nói gì mặt khờ? Mặt này không có khờ. Cái này là mặt ngu. Nó khẳng định mặt nó ngu kìa ông nội ơi. Cứ nói cho bà biết đó. Tôi làm cảnh sát đó 18 năm rồi. Mà 8 năm trời đó là tôi đã làm xếp băng đảng rồi. Trời đất ơi. Thế sao? Chùm băng đảng hả? Thế sao? Nãy giờ anh không nói mới để ý ra cái mặt anh nó ác mà nó gian đi chùm băng đảng. Không có thích hợp làm police chút xíu nào phải không? Không thích hợp. Tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi anh. Tôi đã bắt bao nhiêu vụ nổi tiếng rồi. Dạ. Chứ không phải trời ơi bà nghĩ sao? Tôi hỏi bà một câu thôi, trên thế giới này có thằng nào điên đi ăn cướp xong ngồi tại chỗ tính tiền không? Dạ được 3 tỷ nó của con. Hoài. Tôi mới cướp của tôi đó. Không dám đâu. Bà tiền bà? Tiền tôi. Bà có ghi lại số seri number? Trời ơi, khách vô tiệm chè cả ngàn người đâu có rảnh đâu ghi seri number. Bà có gắn máy thu hình không? Tiệm chè chút ít vậy là ra vô như tôi nhớ mặt rồi gắn camera làm chi. Bà có nhân chứng không? Có. Đâu? Đi nhổ răng rồi. Bà càng nói bà càng gian à. Gian lắm hả? Bà vu khống cho người ta nữa. Hả? Đúng không? Cái tội đó. Có súng. Có súng. Gì súng nè? Súng lớn tôi để đây, súng nhỏ tôi kết rồi. Trời ơi, còn quen súng với tôi đó chứ. Trời ơi, súng nhỏ súng lớn thì thay kệ ông, mà tôi nói thằng kia nó có súng. Súng nó dữ lắm à. Nhưng mà ai có súng là người ta ăn cướp à? Cướp. Trời ơi, nước Mỹ tự do này ai mà không có súng. À, tôi biết rồi, nhưng mà nó có súng. Ai có súng là ăn cướp. Ăn cướp. Vậy tôi là cảnh sát, tôi có súng tôi cũng là ăn. Bà nói đàng hoàng nghe. Tôi hết nhịn nổi rồi đó. Ê, bà có súng chưa? Đưa súng ra đây. Anh giỡn. Bà có súng. Bà ông đang rầu thuốc chuột, chú giỡn súng chưa? Tôi đàn bà làm gì có súng. Đó, súng đó. Bà đang kẹp vào trong cửa sổ kìa. Kẹp cửa sổ. À, trời ơi, cái súng. Anh ơi, nãy em giỡn em á. Anh lấy ra giùm em anh ơi. Lấy ra cái súng. Em được đâu. Sao hả? Sao bóc lộn như sâu nước. Anh ơi, cái súng người ta gửi em chứ không phải của em. Lấy giùm em ra anh. Nhiều chuyện quá. Lấy giùm em cái súng ơi. Ê. Trời ơi, ông lấy đồ trong người ta ra mà ông nhắm mắt vậy có lỡ nó trúng cái phát sao? Kiện ngược ông vợ mở mắt lấy đàng hoàng. Được. Em đàn bà không biết chơi súng. Trời ơi, súng mà để rồi sao nóng như vậy? Kẹp đây nè. Mỗi lần hâm chè em cũng kẹp nó không mà nó nóng vậy đó. Thôi được rồi. Tôi bắt bà về 3 tội. Tôi có tội gì mà anh bắt tôi? Tội thứ nhất, bà phỉ báng nhân viên công lực trong lúc thi hành nhiệm vụ. Trời ơi. Tội thứ hai, bà vu khống cho người hiền lành là ăn cướp. Trời ơi. Tội thứ ba, bà có vũ khí trái phép. Hả? Ok. Turn around, put your hand behind your back. Do it now. Là gì? Không hiểu hả? Không. Quay mặt về phía trước. Đưa hai tay ra sau lưng. Bắt người Việt nó nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Anh chi không hiểu gì trơn á trời. Rồi làm đi. Quay mặt về phía trước. À. Trời ơi không phải. Quay nguyên cái người về phía trước. Hay không? Lo nói tiếng Anh cái quên tiếng Việt hay không? Anh phải nói là quay nguyên người nó biết đường nó mò. Rồi sao nữa? Để hai tay ra sau lưng. Rồi. Làm gì đây? Về boss. Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi chủ tiệm chè. Thì tôi nó bắt lắc lộn người dài ai. Không lẽ bắt chạy chuối ôm xe thôi. Bỏ tôi xuống đi bắt chè thôi. Thiệt là chưa thấy cảnh sát nào ngu như cảnh sát này. Đỡ quá. Ê, mà bắn chè ơi, tôi không biết nấu chè đâu nha. Bà về có tiệm đó tôi còn đi cướp tiệm khác nữa. Bà ơi. Anh không cần phải nói nữa. Những lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa. Tôi làm gì là bắt tôi? Ừ, có nhân chứng, vật chứng đâu. Dạ. Thằng này mới là thằng ăn cướp nè. Theo tao, về bót, vô tay lên. Vô. Lộn nữa ba, ở bên kia mà bắt lộn tôi hoài vậy đâu.